Mà thân chào tất cả các em, thì hôm nay cô rất vui gặp lại các em trong tiết học hôm nay. Vậy là các em đã vừa tìm hiểu xong một câu chuyện trong miền cổ tích, đó là chuyện sọ dừa. Nó thể hiện cái niềm tin và ước mơ của nhân dân ta về một cái xã hội công bằng, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cái câu chuyện tiếp theo trong miền cổ tích. Thì đó là câu chuyện nào? Cô mời các em cùng cô vượt qua một cái thử thách qua cái trò chơi là giải ô chữ. Cô mời các em đến với trò chơi giải ô chữ. Thì đối với cái trò chơi này thì cô có tất cả là 4 câu hỏi. Cô sẽ gọi bất kỳ em nào và các em được quyền chọn câu hỏi trả lời. Nếu các em chọn câu hỏi mà các em trả lời tốt thì cô sẽ tuyên dương cho điểm các em. Và sau đó các em thử đoán cho cô cái ô chữ hàng dọc là ô chữ gì. Nếu như mà 3-4 câu hỏi chưa được mở ra mà các em đoán được ô chữ đó thì cô sẽ tuyên dương cho các em sẽ đạt được 10 điểm trong cái phần trò chơi giải ô chữ. Có nghĩa là các em có quyền là đoán trước khi mà 4 câu hỏi chưa được trả lời. Ví dụ như mới ra 2 câu hỏi mà em có thể đoán được cái ô chữ ở hàng dọc đó là cô làm cái in đỏ đó, thấy không? Thì em sẽ giải đoán cái ô chữ đó cho cô là ô chữ gì. Nếu giải đoán được thì em sẽ đạt được là điểm 10. Vậy là chúng ta đã hiểu được cái luật chơi rồi phải không các em? Rồi. Em chưa hiểu lắm. Rồi bây giờ cô nhắc lại lần nữa nha. Có nghĩa là cái trò chơi giải ô chữ của chúng ta gồm có tất cả là 4 cái ô chữ. Thì mỗi cái ô chữ tương ứng với một cái câu hỏi. Nếu em mở câu hỏi ra mà em trả lời đúng thì cô sẽ tuyên dương cho em đạt được điểm 10. Còn nếu như mà 4 câu hỏi chưa được dỡ ra hết mà em nào giải được cái ô chữ mà hàng dọc đó thì các em cũng sẽ được điểm 10. Rồi thì đó là cái trò chơi giải ô chữ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái trò chơi giải ô chữ để vượt qua cái thử thách thứ nhất nha. Dạ. Rồi có em nào xung phong không vậy? Xung phong để lựa cái ô chữ tiếp đầu tiên không? Rồi cô mời khoa 64. Con chọn ô chữ nào con? Dạ con chọn ô chữ số 1. Rồi vậy cô mời con cùng nhìn qua câu hỏi ha. Con đọc câu hỏi và con trả lời luôn giùm cô đi. Con gì đến Tết ba lượng hàng đàn, báo hiệu mùa xuân đã về. Con, dạ hơn cô là con chim én. Cảm ơn con, bạn xác định rất là chính xác. Thì đây cũng là đáp án đúng, chim én. Vậy cô tuyên dương cho bạn là đạt được 10 điểm. À, sau 4 của cô nha, mai mốt cô sẽ ghi vô sổ sau nha. Rồi bây giờ cô mời một em tiếp theo. Cô mời một em tiếp theo, Ngọc Nhi, 64. Con chọn ô số mấy vậy Nhi? Em chọn ô số 2. Rồi, ô số 2 sẽ mở ra, mời em quan sát câu hỏi nha, đọc giùm cô luôn. Đọc đi con. Dạ thưa cô, con gì sống ở biển khơi, nghe tên không ốm, mắt thì rất tinh. Rồi, con có đáp án chưa con? Dạ thưa cô là con cá mập. Cảm ơn con, bạn cũng xác định rất là hay, rất là tuyệt vời ha, cá mập. Cô cũng tiên dương cho bạn Nhi là 10 điểm nha. Rồi đến ô số 3 thì cái này cô gọi ngẫu nhiên đi. Để cho các em là không phải ưu tiên trả lời nữa. Em đoán là được rồi cô. Rồi. Em đoán là được rồi cô. Rồi vậy cô. Em đoán được rồi. Em đoán được không? Vậy cô mời mà Quốc Thiên Phúc 65 đi. Dạ thưa cô là em bé. Em bé, cảm ơn con. Thì con đã đoán được cái ô chữ hàng dọc ha. Vậy cô cũng tiên dương cho Phúc là 10 điểm. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ giải đáp hai câu còn lại là câu 3 và câu 4, xem coi những câu hỏi này như thế nào. Cô mời một em tiếp theo nha. Cô mời em là cô mời em Tùng 61. Con chọn câu hỏi nào Tùng? Câu hỏi số 4. Rồi cô mời con đọc câu hỏi số 4 giùm cô. Hoa gì mọc trốn bùn nhơ? Hoa gì mọc trốn bùn nhơ mà sao vẫn chẳng bao giờ thôi tâm? Rồi vậy con có đáp án được không vậy Tùng? Em đi con. Là cây hoa sen. Cảm ơn con, bạn đã xác định đúng rồi đó, cây hoa sen ha. Rồi
Câu số 3, cô mời một em khác nha. Dạ. Có nghĩa là chỉ là gạo nếp nấu xôi giúp hoàng tử được truyền ngôi thật tài là bánh gì? Rồi. Rồi, cô mời Trung Cang số 4. Bây giờ nè. Cảm ơn con. Bạn nói là bánh trưng bánh dày là hơi dư ha. Vậy thì ở đây cái ô chữ chúng ta không đến nhiều chữ cái như vậy, cho nên bạn chọn vậy là dư. Chúng ta có thể chọn đó là ô chữ chưa, đó là bánh trưng trong cái bài bánh trưng bánh dày mà em đã học. Vậy chúng ta có cái ô chữ hàng dọc, đó là bánh em bé như bạn đã vừa nhận định. Nghe vậy các em cũng là những cái em bé rất là thông minh, tài giỏi, đã giải đoán được bốn cái ô chữ của cô. Thế nhưng trong dân gian chúng ta có một em bé còn thông minh tài giỏi hơn nữa, cũng đã giải đoán được rất nhiều câu đố của vua Vang và sứ giả nước láng giềng đề ra. Đó là câu chuyện nào vậy các em? Cô mời một em cho cô biết coi. Rồi cô mời Phúc số 5. Em có. Cô mời Phúc số 5 đi con. Cô mời. Em bé thông minh. Cảm ơn con nhận xét rất là đúng. Chúng ta sẽ vào một cái câu chuyện thứ hai trong miền cổ tích, đó là em bé thông minh. Cô mời các em cùng nhau là cô là tìm hiểu qua cái văn bản này. Thì đối với cái văn bản em bé thông minh, các em cần đạt cho cô những cái yêu cầu sau. Thứ nhất là các em phải nhận biết được các cái chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện và nhân vật của tác phẩm. Cái thứ hai là các em phải nhận biết được cái chủ đề của văn bản. Và cái thứ ba là các em phải tóm tắt được cái văn bản một cách rất là ngắn gọn. Cái thứ tư là các em phải là nêu được cái bài học và cái cách nghĩ về cách ứng xử của cá nhân do cái văn bản đó gợi lên. Thì đây là bốn cái yêu cầu mà trong tiết học này sau khi các em học xong các em cần phải đạt. Vậy chúng ta sẽ đi vào là đọc cái văn bản em bé thông minh. Trước khi bây giờ cho cô biết theo các em là em bé người thông minh là người như thế nào. Cô mời em Lập lớp 6 năm. Cô mời Hữu Lộc đó, 6 năm đó con. Hữu Lộc nhận xét được không con? Không nhận xét. Rồi vậy cô mời Quốc Thiện hỗ trợ cho bạn đi con. Dạ em hả cô? Cô mời con. Dạ thưa cô, thông minh có nghĩa là giải đáp nhiều câu hỏi khó. Giải đáp được nhiều câu hỏi khó, bạn nhận xét cũng đúng, hay là có cách ứng xử rất là nhanh, hiểu biết được rất nhiều những cái điều mà có những cái ta không biết đến. Thì nói nôm na như vậy thì cũng được gọi là em bé thông minh ha, cũng gọi là thông minh. Thì em thấy là trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam và cả thế giới có một cái thể loại truyện rất lý thú, truyện kể về các nhân vật tài giỏi thông minh, trí tuệ nhân gian Việt Nam sắc sảo, vui tươi, hài hước. Thì ở đây được tập trung vào việc là vượt qua những cái thử thách của tư duy, đặt và giải nhiều cái câu đố oái âm, hốc hiểm trong những cái tình huống phức tạp. Từ đó nó sẽ tạo nên một cái tiếng cười, cái sự hứng thú khâm phục của người nghe. Đó chính là cái nhân vật em bé thông minh như các em vừa tìm hiểu. Thì chúng ta sẽ trải nghiệm cùng văn bản để tìm ra cái lời giải đáp hôm nay. Vậy tất cả các em sẽ mở sách giáo khoa ra giùm cô trang 43 để chúng ta là chuẩn bị đọc cái văn bản này. Thì ở cái phần là trải nghiệm cùng văn bản, trước tiên cô sẽ hướng dẫn các em là cách đọc và tìm hiểu chú thích. Các em nhìn xem bên dưới của sách mem trong cái trang là 43, 44, 42, 43, 44 đó. Phía sau chất nó có những cái từ khó. Vậy các em hãy đọc cho cô những cái từ khó. Ví dụ như ở đây có từ là chắc mẩm, tin chắc việc sẽ xảy ra như dự kiến. Hay là cái việc là ói âm có nghĩa là trái với bình thường một cách kỳ quặc. Hay là từ lỗi lạc là tài giỏi khác thường. Tưng hửng có nghĩa là ngẩn ngơ vì việc sẽ xảy ra bất ngờ ngoài cái dự kiến. Đồ có nghĩa là làm chính thức ăn bằng sức nóng của hơi nước thì người ta gọi là đồ. Ha, rồi ngã có nghĩa là giết gia súc để lấy thịt ăn mừng đó em. Rồi điệu có nghĩa là dẫn vào nghe lệnh trên, vân vân. Ngoài ra phía dưới cùng của sách có những cái từ khó, em phải chịu khó đọc giùm cô thì em mới hiểu được cái văn bản này. Và sau khi mà tìm hiểu chú thích xong thì
chúng ta sẽ đọc văn bản và tóm tắt cái văn bản để tìm bố cục, và cuối cùng là mấy em sẽ suy luận, dự đoán theo các cái hộp chỉ dẫn để tìm ra cái nội dung của bài học hôm nay. Thì đó là những cái phần trải nghiệm cùng văn bản mà chúng ta cần phải thực hiện. Cô sẽ đi vào tìm hiểu cái phần thứ nhất, đó là tìm hiểu chung. Rồi một em nào có thể mà xác định cho cô cái thể loại ở đây mà cô đã lỡ chiếu ra đáp án rồi đó, đó là chuyện cổ tích. Vậy em nào có thể nhắc lại giùm cô chuyện cổ tích là gì vậy? Cô ơi, nói đi con. Cô nè, hồi nãy giờ cô đang vừa học chia sẻ, cái cô nó bị tắt nguồn hoài luôn á cô. Vậy hả? Vậy thôi bây giờ con thoát ra con nghỉ chút đi, rồi nữa có gì cô gửi cái bài này lên trang web con nghe lại ha, chứ con vừa sạc vừa học nó nguy hiểm lắm nha con. Dạ, hồi nãy giờ tắt nguồn mấy lần rồi đó cô. Đúng rồi, cái bài này mai mốt cô gửi lên trang web, con vào cái trang web của cái web của trường con coi lại nha. Dạ. Rồi vậy cô mời là em Xuân Mai 61 nhắc lại cho cô chuyện cổ tích là gì vậy con? Xuân Mai trả lời giùm cô đi con. Thôi cô mời Công Thành 65. Dạ thưa cô, là chuyện cổ tích là thể loại chuyện kể dân gian. Dân gian. Rồi, gửi gì nữa không con? Con còn biết gì về chuyện cổ tích nữa không? Dạ cô, là kết quả của chiếc cổ tự dân gian xung quanh cuộc đời. Dạ thưa cô, chuyện cổ tích thể loại chuyện cổ nhân gian, kết quả của trí tưởng tượng nhân gian xoay quanh một đời sống phận của một số kiểu nhân vật. Trong cổ tích thể hiện cách nhìn, cách nghĩ của người xưa đối với cuộc sống, nói lên ước mơ về một xã hội công bằng tốt đẹp. Cảm ơn con, bạn đọc là cô biết bạn hiểu, nhưng cô biết là bữa nay bạn chưa có học bài cái đó cho nên bạn đọc chữ chưa có chạy. Bởi vì nếu như các em có học thuộc lòng thì các em sẽ là trả lời một cách rất là nhanh. Vậy cô nhắc lại, chuyện cổ tích là cái thể loại chuyện kể nhân gian, là cái kết quả của trí tưởng tượng nhân gian xoay quanh cuộc đời số phận của một số kiểu nhân vật, như nhân vật bất hạnh, nhân vật bồ coi, người xấu xí, người thông minh, tài giỏi vân vân. Cái thứ hai đó là nó thể hiện cái cách nhìn nhận, cái cách nghĩ của người xưa đối với cuộc sống, và đồng thời cũng nói lên cái ước mơ về một cái xã hội công bằng tốt đẹp. Vậy chúng ta sẽ đi vào trải nghiệm cùng văn bản. Trước khi đi vào trải nghiệm cùng văn bản, cô sẽ hướng dẫn các em là cách đọc. Thì cái yêu cầu đầu tiên khi em đọc, các em hãy chú ý cho cô đọc to, rõ ràng và chú ý nhắc câu cho đúng. Cái thứ hai là các em phải phân biệt cho cô đâu là lời của người kể chuyện và đâu là lời của nhân vật, để các em thay đổi giọng đọc cho phù hợp, tạo cái tính hấp dẫn cho cái câu chuyện. Ví dụ như cô hướng dẫn để giúp các em xác định được đâu là lời của người kể chuyện, đâu là lời của nhân vật. Vậy các em hãy nghe cô đọc một đoạn và mình sẽ xác định cho cô nha. Ví dụ cô đọc bất kỳ một đoạn trong này. Một hôm Viên Quang đi qua cánh đồng làng kia, chợt thấy bên vệ đường có hai cha con nhà nọ đang làm ruộng. Cha đánh cày, con đạp đất. Ông bèn dừng ngựa lại hỏi. Cái câu cô vừa đọc theo các em, đây là lời của người kể chuyện hay là lời của nhân vật? Cô mời em Thúy Nga lớp số 4. Là lời của người dẫn chuyện. Cảm ơn con, lời của người dẫn chuyện, hay nói cái khác là người ta còn nói là lời của người kể chuyện. Rồi cô đọc tiếp theo nha. Này, lão kia, trâu của lão cài một ngày được mấy đường? Vậy đây là lời của ai vậy hả? Là Ánh Linh 64. Dạ thưa cô, câu này lão kia trâu của lão cài một ngày được mấy đường là lời kể của nhân vật. Là lời kể của nhân vật không? Hay là lời của nhân vật? Này, lão kia, trâu của lão cài một ngày được mấy đường là lời người kể hay là lời của nhân vật? Dạ là lời của nhân vật. Đúng rồi, lời của nhân vật nha con, mà lời của nhân vật đây là nhân vật là Viên Quang. Vì các em cần hãy xác định cho đúng cho cô để chúng ta thay đổi giọng đọc cho phù hợp, tạo cái tính hấp dẫn cho câu chuyện. Và cái yêu cầu thứ ba trong đọc của em nữa đó là các em phải là chú ý các hộp chỉ dẫn. Khi đọc xong dừng lại để dự đoán và suy luận xem các hộp chỉ dẫn này yêu cầu chúng ta những gì.
Vậy chúng ta sẽ đi vào đọc văn bản nha các em. Các em hãy dở sách giáo khoa ra trang 43 giùm cô. Chúng ta sẽ nhìn vào sách giáo khoa để đọc. Rồi các em chú ý nghe cô đọc. Ngày xưa có ông vua nọ sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu cũng ra những câu đố oái âm để hỏi mọi người. Đã mất nhiều công tìm kiếm, nhưng viên quan ấy vẫn chưa thấy người nào thật lỗi lạc. Một hôm, viên quan đi qua một cánh đồng làng kia, chợt thấy bên vệ đường có hai cha con nhà nọ đang làm ruộng, cha đánh cày, con đạp đất. Ông bèn dừng ngựa lại hỏi, này, lão kia, trâu của lão cày một ngày được mấy đường? Người cha đứng ngẩn ra chưa biết trả lời thế nào, thì đứa con chừng 7-8 tuổi nhanh miệng hỏi vặn lại quan rằng, thế xin hỏi ông câu này đã, nếu ông trả lời đúng, ngựa của ông đi một ngày được mấy bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi ngày cày được mấy đường. Viên quan nghe cậu bé hỏi lại như thế thì há hốc mồm sửng sốt, không biết đáp sao cho ổn. Quan thầm nghĩ, nhất định nhân tài ở đây rồi, chả phải tìm đâu mất công. Quan bèn hỏi tên họ, làng xã, quê quán của hai cha con, rồi phiên ngựa một mạch về tâu vua. Nghe chuyện vua lấy làm mừng lắm, nhưng để biết chính xác hơn nữa, vua cho thử lại. Vua ban sang cho làng ấy 3 thúng gạo nếp với 3 con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy đẻ thành 9 con, hẹn năm sau phải nộp đủ, nếu không cả làng phải tội. Các em thử dừng lại nghĩ xem cho cô, cái thử thách của nhà vua quả thật là hóc búa phải không các em? Giống đực thì làm sao có thể đẻ được? Vậy theo em, ai sẽ là người giải quyết cái thử thách này? Người đó có thành công hay không? Cô mời một em giúp cô trải nghiệm cùng văn bản tiếp theo nhé. Cô mời Tiểu Hoa tiếp tục đọc giùm cô. Tiếp theo cho đến là hết cái hộp chỉ dẫn số 2. Là tới là vua và đình thần triệu hàng bé là thông minh lỗi lạc. Cô mời Tiểu Hoa đọc giùm cô đi con. Dạ thưa cô, khi dân làng nhận được lệnh vua thì ai nấy đều tưng hửng và lo lắng, không hiểu thế là như thế nào. Bao nhiêu cuộc họp làng, bao nhiêu lời bàn, vẫn không có cách gì để giải quyết cả. Từ trên xuống dưới, mọi người đều coi là một tai họa. Việc đến tai em bé, con nhà thợ cày, em liền bảo cha. Chả mấy khi được lọc vua ban, cha cứ thưa với làng giết thịt 2 con trâu và đồ 2 thúng gạo nếp để mọi người ăn một bữa cho sướng miệng. Còn 1 trâu và 1 thúng gạo, ta sẽ xin làng làm phí tổn cho cha con ta chảy kinh lo liệu việc đó. Đã ăn thịt còn lo liệu thế nào? Mày đừng có làm dại mà bay mất đầu con ạ. Nhưng đứa con quả quyết, cha cứ mặc cho con lo liệu, thế nào cũng xong xuôi mọi việc. Người cha vội ra đình trình bày câu chuyện với dân làng. Mọi người nghe nói vẫn còn ngờ vững. Bắt cha con phải làm giấy cam đoan mới dám ngã trâu đánh chén. Sau đó mấy hôm, hai cha con khăn gói tìm đường vào kinh. Đến hoàng cung, con bảo cha đứng đợi ở ngoài. Còn mình thì nhè lúc mấy tên lính canh vô ý lẻn vào sân rồng khóc lên. Vua sai lính điệu em bé vào phán hỏi, thằng bé kia, mày có việc gì? Sao lại đến đây mà khóc? Tâu đức vua, em bé vờ vĩnh đáp, mẹ con chết sớm mà cha con thì không chịu để em bé để chơi với con cho có bạn, cho nên con khóc. Dám mong đức vua ván bảo cha con cho con được nhờ. Nghe nói vua và các triều thần đều bật cười. Vua ván lại, mày muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho cha mày. Chứ cha mày là giống đực, làm sao mà đẻ được. Em bé bỗng tươi tỉnh, thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi 3 con trâu đực cho đẻ thằng 9 con để nộp đức vua? Giống đực làm sao mà đẻ được ạ? Vua cười bảo, ta thử đấy thôi mà. Thế làng chúng mày không biết đem trâu ấy ra thịt mà ăn với nhau à? Tâu đức vua, làng chúng con sau khi nhận được trâu vào gạo nếp
biết là lộc của đức vua cho nên đã làm cỗ ăn mừng với nhau rồi. Vua và đình thần chịu thằng bé là thông minh lỗi lạc, nhưng đức vua vẫn... Rồi cảm ơn con, tới đó được rồi con, cô mượn con đọc tới đó thôi. Bạn đọc cũng tương đối rất là tốt, nhưng giá như bạn ngắt câu đúng chút xíu và lên giọng xuống giọng thì sẽ là tốt hơn. Ha. Vậy các em hãy... Các em tắt mic giùm cô đi các em. Vậy các em hãy dự đoán xem liệu cái phần tiếp theo em bé có phải vượt qua những cái thử thách nào khác nữa hay không? Đó là những thử thách nào chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm cùng văn bản qua cái đoạn tiếp theo. Đoạn tiếp theo cô mời em Thiện đọc cho cô cho đến là cứ theo cách đó là sâu được ngay. Cô mời Thiện lớp 6 năm. Dạ thưa cô, vua và đình thần chịu thằng bé là thông minh lỗi lạc, nhưng vua vẫn còn muốn thử một lần nữa. Qua hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở công quán, bỗng có sứ giả nhà vua mang tới một con chim sẻ với lệnh bắt họ phải dọn thành ba cổ thức ăn. Em bé nhờ cha lấy cho mình một cái kim may rồi đưa cho sứ giả, bảo: ông cầm lấy cái này về tâu đức vua, xin rèn cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim. Vua nghe nói, từ đó mới phục hẳn. Lập tức vua cho cả hai cha con vào ban thưởng rất hậu. Rồi hồi đó, có một nước láng giềng lâm le muốn chiếm bờ cõi nước ta, để dò xem bên này có nhân tài không, họ sai đưa sang một cái vỏ con ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao sâu được sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Sau khi nghe sứ thần trình bày mục đích cuộc đi sứ, vua quan đưa mắt nhìn nhau, không trả lời được câu đố oái âm ấy, tức là tỏ ra thua kém, vừa nhận và thừa nhận thần phục của mình đối với nước láng giềng. Các đại thần đều vò đầu suy nghĩ. Có người dùng miệng hút, có người bôi sáp vào sợi chỉ cho cứng để cho dễ sâu, nhưng tất cả mọi cách đều vô hiệu. Bao nhiêu ông trạng và các nhà thông thái được triệu vào đều lắc đầu bó tay. Cuối cùng triều đình đành mời sứ thần ra ở công quán để có thời gian đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ. Khi viên quan mang dụ chỉ của vua đến thì em còn đùa nghịch ở sau nhà. Nghe nói việc sâu chỉ vào vỏ ốc, em bé hát lên một câu: Tan tính tình tan, bắt con kiến càng bục chỉ ngang lưng, bên trời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mở kiến mừng kiến sang, tan tình tan. Rồi bảo cứ theo cách đó là sâu được ngay. Cảm ơn bạn Thiện. Bạn Thiện đọc cũng tương đối là rất là tốt ha. Rồi vậy các em hãy dừng lại ở đây đôi chút và suy luận xem cho cô cái chi tiết em bé giải câu đố bằng cách hát lên một cái câu hát như vậy. Cho em biết được cái điều gì về cái nhân vật này. Rồi cái cách giải đố đó có hiệu quả hay không? Cô mời các em cùng trải nghiệm cái văn bản trong cái đoạn cuối của chuyện. Tắt mic đi con. Cô mời em Nhi đọc tiếp giùm cô. Cô mời bạn Nhi đọc tiếp giùm cô đi con. Đọc đoạn cuối cùng đó. Vậy không có, cô sẽ mời Trúc Nga đọc giùm cô. Rồi, vậy con đọc đi Nhi. Dạ thưa cô. Rồi bảo cứ theo cách đó là sao được ngay. Viên quan sung sướng, vội vàng trở về tâu vua. Vua và các triều thần nghe nói mừng như mở cờ trong bụng. Quả nhiên con kiến càng đã sâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc, hộ cho nhà vua trước mắt con mắt thán phục của sứ giả nước láng giềng. Liền đó vua phong cho em bé làm trạng nguyên. Vua lại sai xây dinh thự ở một bên hoàng cung cho em ở để tiện hỏi han. Rồi cảm ơn con đọc cũng tương đối rất là tốt, biết lên giọng xuống giọng ha. Trong lúc bạn đọc đó, cô thấy còn có những em bắt mic đó, làm ơn tắt mic giùm cô đi con để cho cái phần học của mình tốt hơn. Chứ em bắt là bạn đọc em nghe không rõ nha, cho nên tắt giùm cô đi, chừng nào là cô kêu đọc hãy mà mở mic lên.
thì cô và bạn đã vừa là đọc xong cái văn bản và ít nhiều thì cũng chúng ta đã trải nghiệm và biết được cái nội dung của câu chuyện này kể về cái vấn đề gì. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi vào là trả lời giùm cô cái câu hỏi, cái chuyện em bé thông minh kể về cái nhân vật nào trong chuyện cổ tích vậy các em? Kể về nhân vật nào nè? Em bé đã rất nhiều lần vượt qua thử thách. Cô mời Gia Bảo lớp 61. Dạ thưa cô, kể về cậu bé thông minh. Cảm ơn con, vậy con dựa vào đâu để con xác định được vậy? Dạ thưa cô, em tiếp nhận bài. Đúng rồi, cảm ơn con. Em tiếp nhận bài qua cái câu chuyện mà bạn vừa đọc, giúp em xác định được đây là một cậu bé rất thông minh, đã nhiều lần vượt qua thử thách của Nguyên Quang, nhà vua, cũng như của sứ giả nước láng giềng, cho nên em có thể dễ dàng vượt qua được cái thử thách này. Cảm ơn con, vậy các em sẽ chuyển bài vào. Hồi nãy cô biết tiết kia em chép bài không kịp đó. Thôi tiết này các em chỉ nghe tương tác thôi, rồi tiết sau cô sẽ gửi bài em chép luôn lượt một. Chứ nếu như tiết kia em chép chưa kịp mà em chép tiết này vô thì cái chiếc kia em còn bỏ trống, nó xấu cũng tập mình ha. Như là giả lại không biết mình chừa bao nhiêu. Cho nên các em cứ ngồi nghe và mình học, khỏi phải chép bài, cô sẽ gửi bài sau nha. Thôi em lỡ ghi vậy cô. Ghi thì tốt con, nếu em như con ghi được bài kia rồi thì con ghi bài này thì càng tốt ha, chứ không có gì hết trơn nha. Rồi vậy em sẽ ghi là thể loại. Bắt đầu ghi nè, thể loại chuyện cổ tích kể về kiểu nhân vật là thông minh như bạn vừa là xác định. Vậy chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái thứ hai là phương thức biểu đạt. Em nào hãy cho cô biết coi chuyện này viết theo phương thức biểu đạt nào. Viết theo phương thức biểu đạt nào nè. Rồi cô mời em Phúc lớp 65. Dân Phúc là tự sự. Đúng rồi, cảm ơn con. Đó là phương thức biểu đạt là tự sự, bởi nó kể về một chuỗi diễn biến của sự việc, từ sự việc này đi đến sự việc kia, các lần thử thách của em bé để cuối cùng em bé xứng đáng nhận được cái phần thưởng là vua ban phong là trạng nguyên. Cho nên đó chính là phương thức biểu đạt tự sự. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái ngôi kể. Chuyện này kể theo ngôi thứ mấy vậy các em? Chuyện kể theo ngôi thứ mấy nè. Cô mời Minh Anh. Dạ thưa cô, ngôi kể là ngôi thứ ba. Cảm ơn con xác định rất đúng, mình đã học nhiều rồi ha, cho nên không cần cô giảng lại nha. Vậy đây là những cái sắp xếp các cái sự việc trong cái câu chuyện em bé thông minh. Tuy nhiên cô chưa sắp xếp được một cách là theo thứ tự của câu chuyện. Vậy cô mời các em hãy mà giúp cô sắp xếp lại cái thứ tự của câu chuyện theo đúng cái trình tự của chuyện em bé thông minh. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Em nào có đáp án thì nhấn bàn tay đi cô gọi ha, chứ đừng mở mic nha. Rồi cô thấy con em nhấn rồi đó, để cô qua bên bển cô coi có em nào mà nhanh thế ha. Tiểu Hoa 64. Cô mời con sắp xếp giùm cô theo thứ tự của một câu chuyện em bé thông minh này đi con. Dạ. Dạ thưa cô là 463152. Bạn là 463152. Rồi. Đây, 4, 6, 3, 1, 5, 2. Để chúng ta đọc lại theo coi nó có đúng với trình tự hay không. Cô mời con đọc lại luôn trình tự đó đi con. Coi như con tướng tắt chuyện luôn đó. Cô mời con đi. Thưa cô, vua sai cận thần đi tìm người tài giỏi cứu nước. Cận thần gặp hai cha con đang cày ruộng hỏi câu đố ái âm. Và cậu bé trả lời bằng một câu đố lại. Vua tiếp tục ra câu đố dưới hình thức lệnh vua ban. Em bé đã tìm cách đối diện vua và giải được câu đố đó. Vua thử tài em bé lần ba bằng cách đưa một con chim sẻ bắt dọn thành ba cổ thức ăn. Và em bé cũng giải đố bằng cách đố lại. Nước láng gì muốn xâm chiếm bờ cõi, bèn dò la bằng một câu đố. Cả triều đình chỉ có cậu bé giải được. Em bé được phong là Trạng Nguyên. Cảm ơn con. Bạn vừa trình bày lại có nghĩa là bạn cũng đã tóm tắt được đó. Tuy nhiên khi tóm tắt thì các con thêm một số từ, chẳng hạn như là một số cái trạng ngữ hay một số quan hệ từ đầu mỗi ý, để các con tạo được cái tính liền mạch, thì đó cũng là cái phần tóm tắt chuyện của các con. Thì thêm trạng ngữ cho câu có tác dụng gì thì ở tiết sau tri thức tiếng Việt thì cô sẽ giúp các con là nối kết lại những cái ý này để tạo thành một cái văn bản liền mạch. Thì đây cũng là cái trình tự của câu chuyện em bé thông minh mà bạn đã xác định là rất là tốt.
4, 6, 3, 1, 5, 5, 2. Đây cũng là các cái trình tự sắp xếp của câu chuyện. Vậy dựa vào những cái trình tự sắp xếp câu chuyện này, các em hãy tìm cho cô cái bố cục của chuyện Em Bé Thông Minh nó chia làm mấy phần và cho cô biết nội dung của mỗi phần. Rồi các em hãy quan sát sách cho cô đi. Nó chia làm mấy phần, phần 1 từ đâu đến đâu và nội dung phần đó nói gì. Các em không quan sát màn hình mà em quan sát trên sách giáo khoa cho cô. Rồi cô thấy một em có đáp án nữa rồi đó ha. Rất là tốt. Cô mời em Trọng lớp 6 năm. Em quên bỏ tay xuống cơ. Rồi vậy hả con, vậy cảm ơn con nha. Để cô kêu gọi em khác ha. Rồi cô mời là Quốc Thi, Quỳnh Thi gì đó ha. Ta quyết quả phải. Cô mời con đi Thi. Như bố cục giùm con. Rồi chú ơi, tên của em là Quốc Thiện, tại nó dài quá nên nó mất đó cô. Dạ rồi. Rồi vậy cô mời con đi. Dạ thưa cô, bố cục được chia làm 3 phần. Rồi, đâu con thử chia giùm cô coi. Dạ thưa cô, phần thứ nhất là từ đầu tới nếu không thì cả làng phải tội. Phần thứ hai là từ khi dân làng nhận được lệnh vua. Tiếp đi con cứ trình bày đi rồi cô nhận xét và các bạn nhận xét, con cứ trình bày đi. Tới cho sứ giả và bảo. Đoạn cuối cùng là phần còn lại. Rồi vậy con có thể là cho cô biết cái nội dung của từng đoạn mà con xác định luôn không? Dạ thưa cô, đoạn đầu tiên là sứ giả gặp được cậu bé và hỏi câu hỏi đầu tiên. Sau đó là đoạn thứ hai là vua ra lệnh cho cả làng là nuôi 3 con trâu đực cho đẻ ra 9 con trâu con. Đoạn thứ ba là vua hỏi cậu bé câu sao đổ Cảm ơn con. Vậy có nghĩa bạn nói phần thứ ba rồi cuối cùng nữa, vậy có nghĩa là nó ra 4 phần rồi đó con. Rồi bây giờ cô mời một em nhận xét giùm cô nha. Cô thấy một em cũng giơ tay đó. Cô mời là Hạnh Nguyên nhận xét giùm cô đi con. Dạ thưa cô, là bạn tóm tắt được nhưng mà vẫn chưa đúng và vẫn chưa trôi chảy. Nhưng mà bạn có chia bố cục vậy theo con nó có đúng cái mạch ý của câu chuyện các ý hay không, hay con có điều chỉnh gì không vậy Nguyên? Dạ con có điều chỉnh. Rồi con điều chỉnh giùm cô đi. Dạ thưa cô, là phần 1 là từ đầu cho đến tâu vua, phần thứ hai là tiếp theo đến ăn mừng với nhau, phần thứ ba là tiếp theo đến ban thưởng rất hậu, phần thứ tư là còn lại. Rồi con kia thì cô cũng đồng ý đó. Tuy nhiên con hãy xác định giùm cô cái nội dung của mỗi phần đi Nguyên. Dạ thưa cô, phần 1 là cô tìm người hiền tài và em bé giải câu đố của quan. Phần 2 là em bé giải câu đố của vua lần 1. Phần 3 em bé giải câu đố của vua lần 2. Và phần 4 là em bé giải câu đố của sứ thần nước láng giềng, em bé được phong làm trạng nguyên. Cảm ơn con, thì phần trả lời của hai bạn cũng tương đối rất là tốt. Tuy nhiên bạn Thiện là xác định bố cục thì một cái nó còn nằm chưa trọn vẹn ý mà bạn là xác định ha, cho nên của bạn Thiện thì chưa có đầy đủ lắm. Thì bạn Nguyên bổ sung vô thì hoàn toàn là chính xác, cô đồng ý với cái đáp án của bạn Nguyên, chia làm 4 phần như bạn Nguyên đã nhận định. Tuy nhiên cô cũng có một cách chia bố cục ngắn gọn hơn theo cái diễn biến của câu chuyện, mà theo 3 phần như một cái bài tập làm văn mà thường các em học ở lớp 5 đó, là gồm có là mở chuyện, thân chuyện và kết chuyện. Vậy cô sẽ hướng dẫn em thêm một cái bố cục để chúng ta tìm hiểu. Có thể chúng ta có nhiều cách chia bố cục, miễn sao cái bố cục đó nó thể hiện trọn vẹn một cái mạch ý là được. Vậy cô sẽ có một cách chia ngắn gọn hơn nha. Mở chuyện là từ đầu cho đến là lỗi lạc. Thì phần này là cái nội dung của phần này là nói về là vua sai viên quan đi tìm người tài để giúp nước.
và cái phần thân chuyện là tiếp theo cho đến là nước láng giềng, có nghĩa là những cái lần thách đố của em bé thông minh và em bé phải vượt qua 4 lần thách đố đó. Rồi cái phần thứ ba là phần còn lại kết thúc chuyện. Chính vì những cái lần thách đố đó em bé đã vượt qua một cách rất thông minh, cho nên em bé nhận được một cái phần thưởng rất xứng đáng. Em bé được phong làm trạng nguyên. Thì đây là cô chia cái bố cục theo mở chuyện, thân chuyện và kết chuyện rất là ngắn gọn. Thế là nữa cô sẽ cho các em ghi cái phần là bố cục mở chuyện, thân chuyện, kết chuyện để cho nó ngắn gọn và các em biết được cái bố cục của một câu chuyện là như thế nào, để các em tập kể là sáng tạo hơn một cái câu chuyện truyền thuyết hay là một câu chuyện cổ tích. Vậy chúng ta sẽ đi sang cái phần tiếp theo. Thì như chúng ta đã tìm hiểu ở phần thân chuyện đó là em bé đã rất nhiều lần vượt qua những cái thử thách. Đó là những thử thách nào? Cô mời chúng ta sang cái phần thứ hai. Đó là cái phần là những cái thử thách của em bé. Có nghĩa là những thử thách đối với em bé. Rồi, đây là những cái bức tranh minh họa cho mỗi lần thử thách của em bé. Ha, các em quan sát tranh thấy chưa? Dựa vào những bức tranh đó, các em hãy trả lời cho cô cái câu hỏi. Hãy cho biết những thử thách mà cậu bé đã vượt qua. Đó là những thử thách nào nè? Rồi, cô mời em Điền lớp 64. Dạ thưa cô, là thử thách của Quang là hỏi là Châu một ngày cài mấy đường. Cảm ơn con. Tiếp theo đi con trả lời. Thử thách thứ nhất đúng rồi đó. Con dựa vô cái bức tranh hoặc là nãy giờ cái câu chuyện mà cô và bạn đọc đó, con trả lời tiếp theo đi. Dạ thưa cô, là thử thách tiếp theo là của vua ban cho ba con trâu và những hôn nếp kêu là phải nuôi cho ba con trâu đó để ra chín con. Tiếp tục đi con. Cô là sai cậu bé Hồng Minh làm hình một con chim sẻ thành ba mâm cổ. Rồi chúng ta thấy tranh thứ tư đó, có một cái vỏ ốc đó và một sứ giả nước láng giềng đó. Vậy em bé vượt ra thử thách nào? Cô mời con tiếp theo. Thưa cô, là thử thách xỏ dây cộng chỉ qua thân của con ốc. Rồi cảm ơn bạn. Bạn đã nhận xét rất là đúng qua 4 lần thử thách mà em bé thông minh đã vượt qua. Hay vậy chúng ta sẽ đi vào cái phần là tiếp theo. Hãy suy ngẫm và quản hồi cho cô qua cái bảng này. Các em hãy suy ngẫm và phản hồi cho cô qua cái bảng này nha. Vậy cái bảng này đó các em về nhà đó tự làm. Tiết sau sẽ trả lời trong những cái câu hỏi trong cái bảng này cho cô sẽ gửi cho các em và mềm kẻ vô cái tập bài soạn của mềm đó. Các em tự làm câu hỏi này thì theo cái bảng mà cô hướng dẫn nha. Thứ nhất là em bé đã trải qua bao nhiêu lần giải đố, cô có chừa ô sẵn cho mềm đó. Lần 1 là lời giải đố của ai dành cho em bé, các em ghi vô. Rồi cái câu đố đó là gì, có nghĩa là nội dung câu đố là gì, các em ghi ô bên dưới, thấy không? Rồi em bé đã giải đố bằng cách nào, mềm điền vô cái ô đó cho cô. Và cái sự lý thú trong cách giải đố đó ở chỗ nào, các em điền vô. Rồi lần thứ hai em bé giải câu đố của ai, nội dung câu đố là gì, tiếp tục các em cũng làm y hệt như vậy, được chưa? Rồi cái phần này các em sẽ chuẩn bị cho cô trong cái tập bài soạn. Tiết sau chúng ta sẽ học tiếp cái bài em bé thông minh và cô sẽ trả bài mềm hồi nãy giờ cái nội dung của các em, cũng như cô kiểm tra cái phần bài soạn của mem là điền đầy đủ cái ô này cho cô. Và cái ô này cô sẽ gửi cho các em ngày hôm nay để các em chuẩn bị tốt cho cô cái bài học ha. Thì tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Tiết sau cô và các em sẽ tiếp tục trải nghiệm cùng văn bản qua cái sự suy ngẫm và phản hồi xem cái nội dung của văn bản này nói gì. Thì cô có nhận xét là về tiết học thì hôm nay các em học tương đối cũng rất tốt, có rất nhiều em mà xung phong tình nguyện là trả lời để tương tác với cô. Thì cô muốn tin rằng cái tinh thần học tập của các em luôn sẵn sàng và có nhiều năng lượng như thế để chúng ta có thể học tập hơn, tốt hơn. Thì bài học đến đây là kết thúc. Thì các em về nhà nhớ chuẩn bị theo yêu cầu của cô nhé.